Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lên đường cứu viện Kim Jong-un. Truyền thông quốc tế cho biết một phái đoàn y bác sĩ Trung Quốc do một cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản đã dẫn đầu sang Bắc Triều Tiên từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trong bối cảnh Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên vắng bóng từ hơn nửa tháng nay. Các nguồn tin riêng của hãng Reuters chỉ cho biết là phái đoàn Trung Quốc đến để cố vấn cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên mà thôi. Đây là hình ảnh chụp màn hình đăng tin trên trang Daily NK về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Phái đoàn của Trung Quốc gồm các chuyên gia, bác sĩ và một nhân vật cao cấp của Ban Liên lạc Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc trách quan hệ với Bắc Triều Tiên dẫn đầu đã lên đường sang Bình Nhưỡng từ ngày 23 tháng 4 năm 2020. Ba nhân vật có quan hệ trực tiếp với hồ sơ này cho biết là để cố vấn cho Kim Jong-un, nhưng từ chối nói rõ hơn, viện lý do nhạy cảm. Hãng truyền thông Reuters tìm cách liên lạc với cơ quan đặc trách quan hệ quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm hiểu thêm, nhưng chưa có kết quả. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không bình luận gì về vấn đề này. Màn bí mật tiếp tục bao trùm đến tình trạng sức khỏe của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ khi trên trang mạng Daily NK của giới tị nạn Bắc Triều Tiên tại Seoul, Nam Triều Tiên, dựa theo một nguồn tin ẩn danh ở Bắc Triều Tiên, đã loan tin lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim mạch vào ngày 12 tháng 4 năm 2020. Theo đó, Kim Jong-un được phẫu thuật tại bệnh viện ở khu vực núi Kim Khang thuộc quận Sinh Khang và hiện đang điều trị tại đây. Những gì đã diễn ra với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên luôn là một ẩn số với thế giới. Việc đưa tin về Bắc Triều Tiên đặc biệt hết sức phức tạp, nhất là thông tin về đời sống riêng tư của ông Kim Jong-un, một trong những bí mật được chế độ của Bình Nhưỡng giữ kín nhất. Hiện có nhiều tin đồn khác nhau xung quanh vấn đề này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, đã phát biểu về vấn đề sức khỏe của ông Kim Jong-un. Hãng truyền thông CNN vào hôm 20 tháng 4 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay chính phủ Mỹ đang theo dõi thông tin tình báo cho rằng lãnh đạo Kim đang trong tình trạng nguy kịch sau ca mổ tim. Tuy nhiên, một quan chức tại Ban Liên lạc Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó cho hãng truyền thông Reuters biết nguồn tin của ông không tin rằng lãnh đạo Triều Tiên bị bệnh nặng. Hai quan chức chính phủ Hàn Quốc cũng đã bác bỏ thông tin từ hãng truyền thông CNN, nhưng không nói rõ liệu ông Kim có trải qua một cuộc phẫu thuật hay không. Cũng vào hôm thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020, kênh ATV của Hàn Quốc dẫn lời các nguồn tin tình báo từ Hoa Kỳ, nói rằng tuần trước sau khi một số người bên cạnh ông Kim Jong-un bị nhiễm virus corona Vũ Hán, ông liền đi ngay đến thành phố ven biển Wonsan. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông nghĩ thông tin được phát đi từ CNN cho rằng lãnh đạo Kim Jong-un đang nguy kịch là không chính xác và được dựa trên tài liệu cũ, theo Reuters đưa tin. Và Tổng thống Donald Trump còn nhấn mạnh ông có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hy vọng ông ấy ổn. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2020, một nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ với hãng truyền thông Reuters rằng thông tin tình báo của họ cho hay nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, ông Kim, có thể sẽ sớm xuất hiện trước công chúng. Một quan chức gần gũi với giới tình báo Mỹ nói rằng ông Kim bị cho là có vấn đề về sức khỏe, nhưng họ không có lý do để kết luận nhà lãnh đạo Kim bị bệnh nặng hoặc không thể xuất hiện trước công chúng, theo hãng truyền thông Reuters đưa tin. Và báo chí Hàn Quốc cũng đang lưu ý là truyền thông miền Bắc, nhất là hãng thông tấn KCNA, tức là thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, hoàn toàn im tiếng, không nhắc đến tên lãnh đạo Kim Jong-un, ít nhất là trong hai sự kiện quan trọng của chế độ Bình Nhưỡng gần đây nhất. Đây là hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên tham gia cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ảnh do hãng tin nhà nước KCNA công bố vào ngày 11 tháng 4 năm 2020. Thứ nhất là vào ngày 15 tháng 4 là ngày sinh nhật cố chủ tịch Kim Jong, tức là Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong-un, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên và thông thường thì không thể vắng mặt lãnh đạo đương nhiệm. Khác với các năm trước, truyền thông Bắc Triều Tiên năm nay không hề đưa tin Kim Jong-un
đến thăm cung điện mặt trời vào sinh nhật lần thứ 108 của Kim Trung. Đây là lần vắng mặt đầu tiên của Kim Jong-un trong sự kiện trọng đại này kể từ khi nhậm chức vào năm 2012. Sự kiện quan trọng thứ hai không có sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim là ngày quân lực của Bắc Triều Tiên, tức là ngày 25 tháng 4 năm 2020. Kỷ niệm ngày sinh nhật, Kim Nhật Thành lập đội du kích chống Nhật. Kim Jong-un, 36 tuổi, đảm nhận vị trí lãnh đạo của Bắc Triều Tiên vào năm 2012. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông được ghi nhận vào ngày 11 tháng 4 năm 2020 khi chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên nhằm kêu gọi thực thi các biện pháp nghiêm khắc trên toàn quốc để ngăn chặn sự xâm nhập của virus corona. Nhưng vào ngày 12 tháng 4, ông đã không tham dự cuộc họp thượng đỉnh. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, lực lượng tên lửa Bắc Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa hành trình chống hạm tầm ngắn vào vùng biển phía đông của Bắc bán đảo Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un thường xuất hiện để giám sát các vụ phóng thử tương tự, nhưng hãng thông tấn của nhà nước này KCNA đã không công bố tin tức về sự xuất hiện của ông Kim Jong-un vào lần này. Những hiện tượng bất thường này đã khiến cho giới ngoại giao chú ý tới sức khỏe của chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, vốn đã rất béo mập. Và cho đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, truyền thông Bắc Triều Tiên đăng các thông tin về các hoạt động của người đứng đầu nhà nước Kim Jong-un. Đây là hình ảnh chụp màn hình trang web của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đã đăng tải hình ảnh chủ tịch Kim Jong-un gửi lời tới Syria. Và truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin vào ngày 22 tháng 4, chủ tịch Kim Jong-un đã gửi thư trả lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đã chúc mừng ông Kim nhân kỷ niệm sinh nhật cố chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong-un. Trong một bài phát biểu viết bằng tiếng Anh, KCNA nêu rõ, trong bức thư của mình, lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Tổng thống Cộng hòa Syria vì đã gửi tới thông điệp chúc mừng chân thành, phản ánh sự tôn trọng nồng ấm với chủ tịch Kim Nhật Thành, người luôn sống mãi trong trái tim của người dân Triều Tiên và người cấp tiến trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày sinh của ông. Bài viết còn nhấn mạnh như sau, thể hiện sự tin tưởng, mối quan hệ thân thiện và hợp tác giữa Triều Tiên và Syria sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, trung thành với mục đích cao cả của các lãnh đạo trước đó và mong muốn của nhân dân hai nước. Thông điệp chúc Tổng thống Syria khỏe mạnh và thành công hơn trong công việc đầy trách nhiệm của ông đang gánh vác. Tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên vào hôm 24 tháng 4 đã đưa tin ông Kim Jong-un đã nhận hoa từ Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm một năm nhà lãnh đạo Triều Tiên có chuyến thăm lịch sử tới Nga, tức là ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019. Và mới đây nhất, báo Rodong Shinmun cũng đưa tin nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức điện đến các công dân xây dựng ở thành phố Seomyeon. Đây là hình ảnh ông Kim Jong-un cắt băng trong lễ khánh thành thành phố Seomyeon vào ngày 2 tháng 12 năm 2019. Trong bức thư, ông Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn và động viên tới các công nhân đang làm việc, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Seomyeon, một trong những dự án đầy tham vọng của Bắc Triều Tiên. Giới chức Bình Nhưỡng muốn biến Seomyeon thành một thành phố hiện đại kiểu mẫu với hệ thống đường sắt, năng lượng và viễn thông tiên tiến. Thành phố Seomyeon cũng nằm dưới chân núi Bắc Thu, vốn được coi là ngọn núi linh thiêng của Bắc Triều Tiên và là nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường ghé thăm trước khi đưa ra những quyết định quan trọng với đất nước. Và trong quá khứ, vào năm 2014, Kim Jong-un đã từng biến mất suốt 40 ngày rồi sau đó lại tái xuất hiện với một cây gậy và chân đi khập khiễng sau cuộc phẫu thuật chân. Báo Hàn Quốc nói, cả ông nội và cha của ông Kim Jong-un đều qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Như vậy, ông Kim Jong-un có rủi ro về sức khỏe tim mạch do tiền sử gia đình. Hơn nữa, bệnh béo phì cũng gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của ông. Một số nguồn tin nói rằng ông nặng tới 136 kg. Bên cạnh đó, việc hút thuốc lá thường xuyên cũng khiến cho bệnh tình của ông bị đe dọa thêm trầm trọng. Và nếu sự thật là ông Kim Jong-un có vấn đề không ổn định về sức khỏe thì sự kiện này sẽ tiềm ẩn gây bất ổn cho cả khu vực này. Đây là hình ảnh hoa được đặt trước tượng Kim Jong và Kim Jong, tức là ông nội và cha của ông Kim Jong-un, tại điện Kumusan nhân kỷ niệm 108 năm sinh nhật người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ảnh do KCNA
phổ biến vào ngày 16 tháng 4 năm 2020. Phó giáo sư Stephen, Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á-Thái Bình Dương ở Canada nhận định như sau. Nếu ông Kim có vấn đề về sức khỏe, thì các nước đặc biệt quan tâm là ai sẽ nắm quyền kiểm soát quân đội và kho hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị Đông Bắc Á. Bởi đơn giản là nếu như bán đảo Triều Tiên bỗng nhiên căng thẳng, thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể sẽ không biết sẽ phải trao đổi với ai để giải quyết các vấn đề. Thêm vào đó còn một nỗi lo khác khiến Mỹ và các nước trong khu vực Đông Bắc Á phải đối mặt. Nếu như ông Kim có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, thì liệu có xảy ra tình trạng tranh giành quyền lực nội bộ hay không? Và tất nhiên, nếu Triều Tiên có biến động lớn, thì hàng loạt các vấn đề được đặt ra mà nổi cộm nhất là có thể phát sinh dòng người rời khỏi nước này. Và ngay cả trong trường hợp có một quá trình thừa kế lãnh đạo êm xuôi, thì khi thay thế ông Kim, vị lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên có thể lại tiến hành những cuộc thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo. Cho nên, nếu ông Kim có vấn đề không ổn về sức khỏe, cũng sẽ gây tiềm ẩn bất ổn cho cả khu vực này. Và Triều Tiên là một trong những quốc gia biệt lập và bí mật nhất trên thế giới. Sức khỏe của các nhà lãnh đạo nước này được coi là vấn đề an ninh quốc gia. Và chừng nào thông tin về sức khỏe của ông Kim Jong-un vẫn chưa được sáng tỏ, thì thế giới vẫn còn lo ngại về an ninh của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Và có một mối liên hệ hết sức đặc biệt, đó là Việt Nam và Bắc Triều Tiên đều là những nước cuối cùng theo thể chế cộng sản độc tài, nơi mà con người dân đã bị tước hết quyền tự do và dân chủ. Hàng trăm triệu người dân ở những nơi này chỉ có mỗi nhiệm vụ là đem hết sức lực lao động ra để làm, đóng thuế và cam chịu cảnh bóc lột để nuôi bộ máy cai trị khổng lồ, tàn ác và lạc hậu tại Bình Nhưỡng và Ba Đình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 với bản tin Trung Quốc lên đường cứu viện Kim Jong-un. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.